xin vị chanh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Em yêu bố mẹ. Phải là thả lỏng tâm trí. Yeah. Concert. Ủa, tất nhiên anh em tôi chứ. Yes. Yeah. Bro. Sao mọi người nhanh thế? Từ từ thôi. Mọi người hỏi anh lấy vợ. Đừng hỏi câu đấy. Đừng hỏi câu đấy. Đừng hỏi câu đấy. May mắn là mình chưa bị hỏi bởi bố mẹ mình. Mình cũng tự do khá là lâu. Bạn bè của bố mẹ thì mọi người cũng có hỏi. Thường là mình đi ngủ. Là mọi người hỏi xong anh thức dậy đi ngủ. Đi dậy ngủ hoặc ngủ luôn đấy luôn. Không chú xí. Không trả lời. Nope. Không phải cố quá mà làm một cái gì đấy. Mà em sẽ hiểu cho tâm lý của bạn gái. Trong cái lúc mà nói chuyện cũng như trong cái lúc mà mình cãi vã, mọi thứ nó sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Còn nếu trong trường hợp mà nó không giải quyết một cách êm đẹp, chúng ta nên tĩnh lặng lại một tí rồi nó sẽ êm đẹp. Em nói là em hiểu cái bạn gái. Dạ. Nhưng mà nếu như em nhắn tin xin bạn gái đi chơi. Dạ. Em nói là em không biết chừng nào mới về. Bạn gái nói ừ anh đi đi. Ừ. Cái câu ừ anh đi đi này ấy thì nó hơi bị ừ. Xin chào khán giả của Rabian Bùa. À. Không được. Flashback. Chào khán giả của Rabian Bùa. Ba men. Thôi đừng có men, đừng có men. Men quá. Ô bác kiểu như. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phan Văn Trọng. Rap name của mình là Format và năm nay mình 18 tuổi. Hiện tại mình đang học tập ở Hà Nội. Hey yo everybody, chào tất cả các tình yêu. Mình là Hoàng Đức Duy, aka Captain. Mình đến từ thành phố Hòa Bình. Let's get it. Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàng Nam. Rap name của mình là Voltech. Tại mình là thí sinh giá nhất ở đây. Hiện tại mình 30 tuổi, đến từ Hà Nội, sinh sống và làm việc tại Sydney, Úc. Các bạn sẽ dự đoán ai là người nhận được 4 nón vàng từ huấn luyện viên. Khó. Anh Voltech. Ông em nói thật mà. Đúng rồi, anh có làm gì em đó. Không, nhà của anh đấy nó điên lắm chị ạ. Thị trường Việt Nam có lẽ là chưa ai đã từng làm cái đấy. Nên là làm nó rất là chỉnh chu và hay. Thank you em. Những người được 4 nón vàng chắc là anh Rai. Một thí sinh rất là mạnh. Em nghĩ là khi đến chương trình thì anh ấy sẽ chuẩn bị rất là kỹ. Rất là mong nếu có cơ hội thì sẽ được đấu với anh Rai. Thì đơn giản là em muốn được làm nhạc cùng anh Rai. Rai sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho 4 nón vàng. Bởi vì Rai có đủ tố chất của một rapper chuyên nghiệp. Có đủ cái độ swag với cả cái độ chân thật trong cái nhạc của bạn ấy. Kiểu gì có nón vàng thôi. Yeah. Thực sự là mình chưa bao giờ nghĩ về việc đấu với ai. Ngay việc tham gia chương trình này nó cũng chỉ là một cái trải nghiệm để thử thách bản thân mình. Mình được nhất đấy là được giao lưu và học hỏi từ tất cả mọi người trong cái quá trình mà được tham gia Rap Việt đến nay. Ui, hay trả lời. Và cái việc collab với cả mọi người nó sẽ đến một cách rất tự nhiên. Nếu mà màu sắc và âm nhạc và những cái thứ mà anh em đang làm nó hợp với nhau thì chắc chắn nó sẽ có một màn collab. Thí sinh nào gây ấn tượng cho bạn nhất về kỹ năng khác? Kỹ năng thì em nghĩ là anh Rai. Về kỹ năng thì em nghĩ chắc là anh EDK. Một ứng cử viên cũng cực kỳ sáng giá cho vòng chung kết năm nay đây. Mình nghĩ là IndieK, String H. Có nhiều ấy, có nhiều. Và Right. Nãy giờ hai người rất là đồng quan điểm với nhau luôn. Yeah. Yeah. Hơi lạ nhỉ? Cũng hơi lạ. Anh thấy hơi lạ. Cũng hơi lạ đây. Hay về ở chung? Cũng được đây chứ. Mà nếu có cơ hội muốn về chung đội mà. Có chứ. Let's go. Cũng có đấy. Hopefully. Mong nó được vào vòng 1. Về nhan sắc, thí sinh nào trở thành nam thần của Rap Việt mùa 3 năm nay? Pháp Kiều hả? Kiều. Coi ai hả? Rider. Cũng được đấy chứ. Cái điểm nào khiến em cảm thấy là bạn đó là nam thần? Chưa đâu. Em nhìn tổng thể chứ không trả nhìn lời kiểu cả nể lắm. Dạ, kiểu gu ăn mặc lẫn mọi thứ. Tất cả thí sinh đều đẹp trai và xinh gái. Nhưng còn nam thần thì chắc là khó quá. Tại vì ai nhìn đẹp trai. Hồi nãy cũng xinh gái. Mà hùa theo đám đông thì Thảo Mai em chọn con nào vậy ta? À, em chọn là không hùa theo đám đông. Cũng hợp lý mà, cũng hợp lý đó. Mình thấy bạn nào cũng đẹp trai, xinh gái hết đấy. Thực sự đấy, ấn tượng từ đầu giờ là thấy ai phong cách đẹp, khỏe khoắn, tự tin. Bạn là kiểu người trái hướng nội, phải hướng ngoại. Đỉnh giữa rồi. Trong quá trình chuẩn bị thi thì nó rất là bận rộn. Vậy nếu chỉ có 5 phút rảnh rỗi, vậy thì mình sẽ chọn làm cái nào? Trái gọi điện thoại cho người thân, phải thư giãn thả lỏng tâm trí. Em yêu bố mẹ. Phải là thả lỏng tâm trí. Yeah. Thằng em mình nhiều cái giống nhau. Không dám bước lên sân khấu nếu trái hay ghét lào, phải chưa giải đầu.
dép Lào đi. Anh thích dép Lào. Không thích dép Lào. Hả? Thích. Thích, thích mà sao lại ở chân. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Bạn sẽ là kiểu người nào khi yêu gái, chiều người yêu chăm sóc một chút, phải luôn cố gắng thấu hiểu. Thôi về bên này đi. Dễ luôn á. Ai muốn tìm kiếm người yêu và đều cố gắng thấu hiểu. Dạ, mình chọn bên phải. Lòng hai. Điều bạn muốn làm trước 30 tuổi, trái lấy vợ lấy chồng, phải có một thành sự. Concert. Tất nhiên là game rồi. Thôi chứ. Yes. Yeah. Sao mọi người nhanh đi, từ từ thôi. Điều gì gây áp lực với bạn nhóc? Trái thì dưới deadline, phải bị hối lấy vợ. Em chưa bao giờ bị hối lấy vợ. Trái ở deadline đúng không? Đến lấy đến tuổi lấy vợ đấy. Ôi đừng nhắc anh. Trái ở deadline đúng không? Ok, deadline. Bị hỏi câu đấy. Bị hỏi nhiều lắm. Điều mà bạn không thích là nhóc trái ngồi theo đám đông, phải nói lời thảo mai. Cả hai đều nhỉ. Thôi em về bên này đi. Ngồi theo đám đông. Kiểu không chọn được ấy. Khó quá. Ngồi theo đám đông. Kiểu. Bây giờ em muốn hỏi anh là hồi nãy em nói là anh sợ câu hỏi là mọi người hỏi anh lấy vợ. Thì tại sao lại sợ? Cái anh có từng bị hỏi chưa? Đừng hỏi câu đấy. Đừng hỏi câu đấy. Đừng hỏi câu đấy. May mắn là mình chưa bị hỏi bởi bố mẹ mình. Mình cũng tự do khá là lâu. Bạn bè của bố mẹ thì mọi người cũng có hỏi. Thường là mình đi ngủ. Là mọi người hỏi xong anh thức dậy đi ngủ. Đi dưới ngủ hoặc ngủ luôn đấy luôn. Không trả lời. Anh có ý định tìm kiếm nửa kia của mình chưa? Ở đây nửa kia của anh vẫn là hiện tại là âm nhạc chưa. Nếu nó đến nó sẽ đến. Hai em nghĩ là đến năm bao nhiêu tuổi thì mình sẽ có thể cân bằng giữa việc tìm nửa kia của mình và âm nhạc? Chờ anh. Thật ra thì em là một người rất là thích học hỏi nên em sẽ đợi anh Voltas đi trước. Sau đó sẽ truyền lại kinh nghiệm cho em. Không phải năm bao nhiêu tuổi mà đến khi nào mà em có được sự nghiệp ổn định thì lúc đấy em sẽ cân bằng được. Sai. Được chứ. Về không, về không, về không. Văn vở. Hồi nãy các mình có nói là em sẽ vừa chiều người yêu mà vừa thấu hiểu người yêu. Đã. Thì em yêu chưa? Em yêu rồi. Rồi. Em thể hiện lúc mà em yêu như thế nào? Không phải cố quá mà làm một cái gì đấy mà em sẽ hiểu cho tâm lý của bạn gái trong cái lúc mà nói chuyện cũng như trong cái lúc mà mình cãi vã, mọi thứ nó sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Còn nếu trong trường hợp mà nó không giải quyết một cách êm đẹp, chúng ta nên tĩnh lặng lại một tí rồi nó sẽ êm đẹp. Em nói là em hiểu cái bạn gái. Dạ. Nhưng mà nếu như em nhắn tin xin bạn gái đi chơi. Dạ. Em nói là em không biết chừng nào mới về, bạn gái nói ừ anh đi đi, để bạn gái làm sao. Cái câu ừ anh đi đi này ấy thì nó hơi bị ừ là đó là lý do vì sao em nói là em sẽ cố gắng thấu hiểu bạn gái. Nói chung là em nghĩ mọi cuộc nói chuyện mà mình biết cách thì sẽ tìm được cái chìa khóa của nó. Chúc các bạn hãy xin được người yêu đi chơi nha, đừng để nói câu đấy nha. Em thì khá là phân vân giữa cái câu trả lời này, em không biết là nên chọn cái nào hay là em chưa có trải nghiệm về cái chuyện đó. Em không biết nên chọn cái nào tại vì cả hai cái nó đều đều không phải. Dạ. Em mà em chưa. Em cũng yêu rồi nhưng mà lâu lắm rồi. Lâu lắm quên trải nghiệm thôi hả? Vâng, nó nhanh quá em chưa kịp trải nghiệm nên là. Nó nhanh quá. Nó nhanh quá là nó bao lâu nè? Tầm gần một tháng hay sao ấy nhỉ? Thế là cũng lâu à? Nếu mà mình đi một đôi giày và mình cố gắng mình chỉnh lại tóc ấy cũng sẽ ok hơn là việc đi dép. Dép nào cũng chất đấy nhưng mà hơi chỉ. Nó sẽ tùy trường hợp chứ. Không ngại thử nếu mà nó là một cái concept mới. Nếu nó hợp với cả chương trình, chủ đề bài hát mà anh chọn. Phải làm việc giữa stylist với anh trước. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Rap Việt mùa 3. Hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng ủng hộ với bọn tớ nha. Ủng hộ tất cả các thí sinh nha. SKD, tạm biệt Rap Việt. Cảm ơn các bạn. Anh nhầm. Sao em lại tạm biệt Rap Việt nhỉ? Ui. Ôi, biết như nào ấy. Biết kết quả rồi. Biết kết quả rồi.